Vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam VECEA đã tổ chức lễ phát động Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp, Công trình Xây dựng năm 2021, Giải thưởng Hiệu suất Năng lượng cao nhất năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Theo ban tổ chức, các giải thưởng này nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao hơn, chuyển dịch thị trường và từng bước loại bỏ các sản phẩm hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều năng lượng. Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp, Công trình Xây dựng 2021 và Giải thưởng Hiệu suất Năng lượng cao nhất năm 2021 là một trong những hoạt động truyền thông thuộc Chương trình Quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả giai đoạn 2019-2030 hướng đến mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8-10% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030. Sau khi thời gian nhận hồ sơ kết thúc, Hội đồng kỹ thuật sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn các công trình, sản phẩm, doanh nghiệp đạt tiêu chí xét tặng giải thưởng. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ theo cả hai hình thức là bản giấy và bản điện tử, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình gửi hồ sơ tham dự giải thưởng. Dự kiến giải thưởng sẽ được công bố và trao giải vào tháng 11 năm 2021. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 sẽ được dán nhãn chứng nhận của Bộ Công Thương với mã QR đi kèm khi lưu thông sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia với nhiều công trình, sản phẩm, doanh nghiệp đạt chứng nhận, góp phần thực hiện thành công chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.